Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi livestream tuần này của công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Lời đầu tiên xin cho phép Hợp gửi đến quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh một ngày thật là tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Thì em là Hợp, là tư vấn viên của công ty tư vấn du học Hằng Lương. Ở tuần trước thì em có giới thiệu đến cho quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh về chương trình của On Campus, và các cơ sở On Campus đặt tại UK. Thì vào tuần này Hợp cũng sẽ giới thiệu đến quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh về cũng về chương trình của On Campus nhưng ở tại một đất nước khác, một đất nước được cho là đáng sống nhất trên thế giới với tỷ số hạnh phúc rất là cao, đó là đất nước Hà Lan. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thử là On Campus Amsterdam tại Hà Lan có gì đặc biệt mà có thể thu hút rất là nhiều các bạn sinh viên cũng như là các bạn cũng như là những du học sinh quốc tế đến là nơi để học tập cũng như trải nghiệm cuộc sống. Thì điều đầu tiên, lý do mà chúng ta lựa chọn Amsterdam là nơi mà chúng ta theo học thì đây là một một thành phố luôn nằm trong top những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, là một trong những thủ đô rất là an toàn của châu Âu, là trung tâm kinh tế của châu Âu. Nó cũng trước đây đó là cũng những là một trong những hải cảng lớn nhất trên thế giới, với tập trung rất là nhiều nhiều quốc tịch khác nhau trên thế giới đến và sinh sống. Thì hơn 90% người dân bản địa ở tại Hà Lan thì có thể nói tiếng Anh rất là chuẩn. Cho nên là các bạn khi mà đến để học tập tại Amsterdam thì không quá lo lắng về vấn đề về rào cản về ngôn ngữ. Thì bên hình là bản đồ của đất nước Hà Lan, thì quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh cũng có thể thấy Amsterdam nằm ở trung tâm, với bên trong Amsterdam là với những con kênh rất là xinh đẹp với nhiều danh lam thắng cảnh khác nhau. Các quý vị phụ huynh cũng có thể coi xem hình. Đây, đây là một hình ảnh một trong những con kênh nằm ở trong lòng thành phố, tôn lên được vẻ đẹp rất là cổ kính của thành phố này. Đây là một trong những hình ảnh mà về chiều tối khi mà đèn bắt đầu lên thì cái khung cảnh nó rất là đẹp, rất là nên thơ. Và khi nhắc tới Hà Lan thì chúng ta cũng sẽ thường nghĩ tới những cánh đồng hoa tulip trải dài từ bờ này sang bờ kia với nhiều sắc màu cũng như là những gối xay gió. Danh lam thắng cảnh đẹp là như vậy. Thì những cái điểm gì nổi bật như thế nào mà khiến cho những du học sinh quốc tế có thể chọn chọn Hà Lan hay là Amsterdam là nơi để du học? Đây, điểm nổi bật thì On Campus Amsterdam thì nằm trong có cơ sở thì nằm trong trường Đại học Amsterdam. Trường Đại học Amsterdam là thuộc trong những trường top tốt nhất trên thế giới với cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị chuyên dụng, môi trường học tập rất là lý tưởng, không khí trong lành, kế bên những khung cảnh rất là đẹp và nên thơ. Đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường thì đến từ rất là nhiều quốc gia, nói được rất là nhiều thứ tiếng khác nhau, và luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ những các bạn sinh viên khi mà chúng ta có những vấn đề này trong suốt quá trình học tập. Ở thì khi mà các khóa học ở Amsterdam á, on campus ở tại Amsterdam thì thường thường sẽ thu hút rất là nhiều sinh viên quốc tế đến để học tập. Thế nên là ở đây là nó đa dạng về nền văn hóa, đa dạng về các quốc gia, các bạn có thể là học tập với nhau, về trao đổi với nhau về những nền văn hóa khác nhau, có thể học tập thêm có thể là tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm. Thì sau khi mà các bạn học tập tại Amsterdam á, thì các bạn có cơ hội được đi làm thêm ha, có thể kiếm thêm các chi phí sinh hoạt rồi cũng như là tham gia các chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường. Thì sau khi mà các bạn tốt nghiệp thì còn có cơ hội tìm việc làm và có thể là ở lại định cư rất là cao. Thì On Campus Amsterdam tại Đại học Amsterdam thì làm một Tại Đại học Amsterdam là một trường đại học rất là hiện đại với bề dày lịch sử rất là lâu đời.
cung cấp nền một nền giáo dục đẳng cấp trên thế giới, tọa lạc ngay vị trí trung tâm của thành phố Amsterdam, được bao quanh bởi những không gian lịch sử văn hóa, cũng gần các những công ty lớn, các trung tâm thương mại lớn của thành phố. Vì vậy có thể thấy là khi mà học tại Đại học Amsterdam là một nơi có thể là gọi là hoàn hảo để trải nghiệm cũng như là học tập. Thì trường thì nằm top 55 thế giới và một trong hai trường tại Hà Lan, một trong hai trường duy nhất tại Hà Lan lọt top 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới theo QS World University Ranking năm 2022 và xếp top 18 tại top 18 đại học hàng đầu tại châu Âu. Khi mà chúng ta học năm thứ ba tại Đại học Amsterdam thì các bạn có cơ hội đi thực tập hưởng lương hoặc là có cơ hội được trao đổi sinh viên trong một kỳ học tại những trường đại học đứng đầu trên thế giới. Sau khi các bạn học ở đây thì các bạn cũng có thể chuyển sang các nước như ở châu Âu, Úc hay Mỹ hay bất kỳ đâu trên thế giới trong bất kỳ đâu trên thế giới trong những top trường đại học top 100 trường đại học trên thế giới. Về on campus Amsterdam tại Amsterdam University of Applied Science là một trong những trường. Trường này còn có tên gọi tắt là OUAS, là trường đại học ứng dụng của Amsterdam, là một trong những trường đại học lâu đời tại Hà Lan cung cấp những chương trình học về kinh doanh chuyên nghiệp. Thì trường có hơn 250 tổ chức thành viên trên rất nhiều nước trên thế giới cùng xây dựng tạo dựng nên các dự án về giáo dục và phát triển chương trình dạy những chương trình trao đổi sinh viên giữa các nước giữa các trường cũng như là các dự án bố trí nghiên cứu việc làm cho sinh viên sau khi mà các bạn tốt nghiệp. Thì cũng giống như là trường Đại học Amsterdam thì khi mà học đã năm thứ ba tại đại học thì các bạn có thể là dành nguyên năm để chúng ta đi thực tập ở các trường ở ở ở trong Hà Lan hoặc ngoài nước, có thể là tham gia những dự án ở tại trong trường hoặc là có thể tham gia được tham gia trao đổi sinh viên với là các trường ở London, Thượng Hải và rất rất là nhiều trường khác. Ở dưới hình là một trong những hình ảnh về của trường Đại học Ứng dụng Amsterdam. Bên tay trái là hình ảnh toàn cảnh của trường được chụp từ trên cao và bên tay phải là hình ảnh gần. Mặc dù thì hình nó hơi mờ nhưng chúng ta cũng có thể nhìn nhìn là nó rất là hiện đại, cơ sở vật chất rất là tốt, không gian rất là thoáng đãng, có thể là không gian rất là thoáng đãng, các bạn có thể là yên tâm có thể học tập ở đây. Về lộ trình học trong quá trình học on campus tại các trường Amsterdam hoặc là trường Đại học Ứng dụng Amsterdam thì yêu cầu đầu vào các khóa dự bị thì họ cũng có đưa ra một cái bảng thống kê rất là rõ ràng về thời gian học, về kỳ học là kỳ học cũng như học phí và học bổng. Thì trên đây là hợp đã đưa ra một cái bảng rất là chi tiết về những kỳ học gần nhất cho các bạn học sinh sinh viên có thể tham khảo. Đó là kỳ tháng 1 năm 2023 học phí là học phí cho khóa dự bị đại học ngành kinh doanh khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam là tầm 440 triệu tiền Việt Nam. Tầm 440 triệu tiền Việt Nam và yêu cầu đầu vào là 5.5 và không có ban điểm nào dưới 5 chấm. Khi mà các bạn học ở Đại học Amsterdam thì thường thường sẽ có những bài kiểm tra toán đầu vào và các bạn phải có điểm toán rất là cao để mới có thể được vào học ở các trường đại học mới có thể được vào học tại các ngành của trường Đại học Amsterdam. Và có dưới này cũng có là về dự bị đại học ngành kinh doanh quốc tế được học tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam thì yêu cầu đầu vào thì là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông loại khá giỏi, IELTS thì từ 5 chấm và không có điểm nào dưới 4.5. Và kỳ khai giảng cũng là kỳ gần nhất là kỳ tháng 1 năm 2023. Học phí thì tầm 14.000 đến 14.500 euro. Thời gian học thì từ 4 năm. Và sau khi mà các bạn học thì sau khi các bạn hoàn thành khóa học dự bị thì các bạn sẽ học vào năm cuối cùng tại Đại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, ngành kinh doanh quốc tế. Và
Có thêm đó là ngành có thêm đó là khóa học dự bị thạc sĩ ngành kinh doanh kinh tế, thời gian học chỉ có 1 năm và khai giảng thì vào khai giảng thì tháng 8. Học phí thì là tầm 19.500. Khi yêu cầu đầu vào của khóa này là các bạn phải tốt nghiệp đại học điểm trung bình tương đương là 6 trên ban điểm từ 6 trên 10. IELTS thì 6.0 và không có điểm nào dưới 5.5. Có yêu cầu thêm là các bài kiểm tra về GRE và GMAT thì các bạn cũng có thể là theo dõi. Và học bổng thì cập nhật năm 2023 từ 5% đến 30%. Cho nên các bạn khi mà các bạn có nhu cầu đi học ở tại các trường tại Hà Lan hoặc các khóa học của on campus thì các bạn nên là chúng ta là chuẩn bị hồ sơ sớm, thì khi sớm với lại là hồ sơ sớm thì chúng ta sẽ có được cái học bổng rất là càng cao. Thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin về cái lộ trình khóa học cũng như là về thông tin về trường. Tiếp theo đây đó là về chi phí sinh hoạt. Thì chi phí sinh hoạt hàng tháng của sinh viên thì phụ thuộc vào phần lớn vào các cách chi tiêu của mỗi người. Và theo ước tính thì là trung bình một sinh viên một tháng thì cần từ 1.100 đến 1.500 ơ thì để có thể là trang trải tất cả các chi phí. Nếu như các bạn có thể học bổng hoặc là có thể đi làm thêm thì cái chi phí nó sẽ không có quá đặt nặng vấn đề với các bạn. Trên đây là toàn bộ hợp có liệt kê về những cái khoản chi tiêu thì các bạn có thể tham khảo như tiền thuê nhà, tiền ăn, phí đi lại, bảo hiểm, các chi phí giải trí và thư giãn. Thì quý vị phụ huynh cũng như các bạn cũng có thể thấy thì khi mà chúng ta học ở một môi trường tốt thì cái kết quả của chúng ta sẽ tốt. Và ở tại Hà Lan cái phương pháp dạy của nền giáo dục Hà Lan rất là đặc biệt, người ta chú trọng vào cái cách làm việc nhóm, cách giao tiếp, cách giải quyết các vấn đề cũng như tư duy sáng tạo của mỗi mỗi bạn. Thì khi mà các bạn được tiếp xúc với những phương pháp dạy như vậy sẽ làm cho các bạn có được cái tư duy rất là tốt. Cũng sau đó khi mà các bạn học xong thì các bạn có triển vọng nghề nghiệp rất là cao, cơ hội nghề nghiệp thì nhiều, được thực tập trong môi trường được gọi là đa văn hóa, đa sắc tộc ha. Số người dân thì Hợp có chia sẻ là số người dân ở Hà Lan thì nói tiếng Anh rất là nhiều, đến 90%. Thì khi mà chúng ta có thể khi mà chúng ta học tập ở đây thì không quá nhiều về rào cản về ngôn ngữ. Về thiên nhiên thì thiên nhiên thắng cảnh thì cũng như quý vị phụ huynh các bạn học sinh cũng đã thấy thì là thiên nhiên phong cảnh ở đây rất là đẹp, khí hậu trong lành, con người hiền hòa, có rất là nhiều danh lam thắng cảnh. Chúng ta có thể là ở những ngoài những giờ học thì chúng ta cũng có thể là đi tham quan những cái danh lam thắng cảnh rất là nổi tiếng, hoặc là chỉ cần ngồi bên những con kênh nhỏ ở trong thành phố nhâm nhi một ly cà phê cũng có thể thấy là một cái cuộc sống rất rất là thảnh thơi và có thể là relax. Thì Hà Lan cũng được xem là một trong những đất nước được gọi là đáng sống trên thế giới và tỷ lệ hạnh phúc rất là cao. Mà khi các bạn học ở đây, học theo chương trình của On Campus thì các bạn còn có thể nhận được học bổng nữa từ 5% đến 30%. Thì nếu như các bạn muốn biết thêm về trường và cũng như là các khóa học On Campus tại Hà Lan hoặc là UK thì các bạn có thể liên hệ tới công ty tư vấn du học Hằng Lương để biết thêm những thông tin về chi tiết. Thì sau đây Hợp xin mời quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh xem một đoạn clip ngắn về On Campus tại trường Đại học Amsterdam. Quý vị phụ huynh, các bạn chờ một mình chút xíu. Thank you.
Dạ vâng, trên đây là những thông tin về on campus Amsterdam tại Hà Lan. Thì trong suốt quá trình tìm hiểu, nếu như mà có những việc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh, quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có những câu hỏi hay thắc mắc gì thì có thể gửi về cho công ty tư vấn du học Hoàng Lương qua website www.duhochoanglương.edu.vn hoặc qua trang fanpage du học Hoàng Lương. Nếu như mà các quý vị phụ huynh cũng có thể là liên hệ qua số hotline là 0932 223 233 521 hoặc số điện thoại của Hợp là 0973 548 443 để có thể gặp trực tiếp những tư vấn viên tư vấn cho quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh. Nếu như mà trong quá trình mà quý vị phụ huynh muốn đi trực tiếp tới văn phòng hoặc thì có thể tới địa chỉ 1086 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và chi nhánh tại thành phố Đà Lạt là phường 16 Toàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Và buổi livestream hôm nay của công ty tư vấn du học Hoàng Lương đến đây là kết thúc. Xin hẹn quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh trong những buổi livestream lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.